xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị cũng đã rất nhiều lần chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị những cái câu chuyện tâm linh có chủ đề về những cái sự việc ví dụ như là nhặt được đồ thiêng ở chùa hay là ở nhà thờ hoặc là những cái câu chuyện mà lấy đồ của những người đã khuất thưa quý vị đó đều là những cái câu chuyện rất hay liên quan đến nhân quả mà được quý vị rất là yêu mến theo cái chủ đề của theo cái chủ đề đó thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì dính ngòi bút của tác giả Bích Ngọc cái câu chuyện là trộm đồ người chết là một câu chuyện mới nhất cũng xoay quanh cái chủ đề đó đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay chắc chắn khi nghe câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều cảm xúc và thú vị ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn Để mở đầu cho câu chuyện đêm nay, tôi xin trích dẫn là một đoạn văn của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Trong hàng trăm hàng ngàn những câu chuyện ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe, chưa chắc đã có một câu chuyện có thật. Phần lớn là do trí tưởng tượng, do cảm giác sợ hãi khiến cho người ta vội vàng kết luận là mình đã gặp ma. Các nhà khoa học đều đã đồng ý với nhau rằng, ma hay nói cách khác là hồn của người đã khuất, có thể lúc nào cũng hiện diện trong không gian bên cạnh chúng ta nhưng không phải ai cũng gặp được người dễ gặp ma thường là những người có giác quan thứ sáu có thần giao cách cảm mới có thể tiếp xúc được với cõi âm tức là thế giới bên kia thế giới của những kẻ không còn trên dương gian nữa trong tác phẩm bóng ma bên cửa sổ ngay những dòng đầu tiên ông đã nhắc đến những sự kiện kỳ lạ dị thường luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta mà vì những thế lực ấy hiếm khi lộ mặt, cho nên chúng ta cũng chẳng thể nhìn thấy. Nhưng có lẽ bạn tôi thì khác, hắn là một sinh viên năm cuối của một trường đại học y dược thuộc một tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Vương học cũng soạn thôi, nhưng vì gia đình có điều kiện, lại quen biết rất sâu, cho nên hắn mới len được vào trong ngôi trường ấy. chật vật mấy năm cuối cùng Vương cũng hoàn thành gần hết các khóa học và bắt đầu những năm tháng thực tập để chuẩn bị ra trường. Và quãng thời gian đó đã thực sự làm cho hắn phải suy nghĩ lại về những hành động dại dột của mình. Họ có thể hắn không còn cơ may để mà hối hận nữa. Thời gian đó Vương thường xuyên phải đi trực đêm trong bệnh viện. Học làm bác sĩ mấy năm trời, mãi đến gần đây mới thực sự được tiếp xúc với bệnh nhân. Công việc thực ra thì vô cùng áp lực, từ người nhà bệnh nhân cho đến các nhân viên trong bệnh viện tất cả đều là những yêu cầu riêng và có cả hàng loạt những quy định từ viết tay cho đến chuyển miệng mà một gã sinh viên như hắn phải làm những háo hức ban đầu đi qua để lại chỉ toàn là những mệt mỏi và stress vương oải lắm nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao vì vậy mà hắn vẫn cố gắng hoàn thành cho xong mấy tháng thực tập thời gian đầu vương chỉ loanh quanh trong khoa cấp cứu công việc luôn chân luôn tay không kể ngày đêm sáng tối. Nhưng sau đó người ta chuyển vương vào một phân khu khác, cách xa cổng viện và thư dấu chân người qua lại. Đó là dãy nhà xác. Tuổi trẻ đọc nhiều sách Tây lại còn học y khoa, cho nên việc tiếp xúc với những xác chết không làm cho vương nao núng. Nhưng cái không khí lạnh lẽo u uẩn, cái khung cảnh ma mị của nơi này lại mang một sắc màu hoàn toàn khác. Nếu người ta đứng từ xa nhìn lại Thì chỉ thấy được đây là một dãy nhà cấp 4 Tường quét vôi vàng cũ kỹ Bên ngoài rào rậu bằng tường có song sắt uốn cong Và trước sân có vài chậu cây hoa cây cảnh Đơn giản chỉ có như vậy Thế nhưng nếu ai không biết mà lạc vào trong đây Sẽ nhận ra ngay khung cảnh của nơi này vô cùng khác lạ Bởi lẽ bệnh viện là nơi lúc nào cũng có người qua kẻ lại Tấp nập ra vào nhưng ở đây thì khác. Nếu nhà xác không có sinh viên thực tập thì chỉ còn lại hai bác bảo vệ thay phiên nhau túc trực ở bên ngoài và ở trong là vài nhân viên của ban tang lễ trong bệnh viện. Và ở đây không có mùi ê te như những khoa bệnh khác. Nhà xác có một thứ mùi khác kinh dị hơn, gây sợ hơn, đó là mùi phóc môn ướp xác. Người sống ở đây không nhiều vì nơi này dành cho người chết. Buổi đầu tiên Vương đến nhận nhiệm sở Hắn vừa mở miệng chào thì bác bảo vệ đã lắc đầu, nhau mắt mà nói. Thực tập phải không? Ôi giời! Chả hiểu sao cứ để bọn trẻ con vào đây làm gì không biết. Ông nói như vậy rồi cũng mở cổng để hắn dắt xe vào bên trong. Vương có mặt từ lúc 6 giờ chiều sau khi ăn tối để bắt đầu ca trực đêm dài 12 tiếng. Làm nhiều như vậy nhưng mà chỉ phải đến trực 4 ca một tuần, thay vì phải đi làm 6 buổi như các bạn. Tính ra thì thời gian không chênh nhau là gì. Nhưng Vương thích hơn là bởi vì hắn được nghỉ ở nhà ba buổi. Không phải lên trường, không phải đến viện. Nhà xác ban ngày vốn đã lạnh lẽo tiêu điều. Nhưng đêm đến thì lại càng trở nên trống trải hoang vu như pha lẫn mùi tử khí. Những nhân viên ở đây dường như cũng nhiễm phải thứ uế khí. Cho nên mặt mũi ai cũng ủ rột, âm u, ít cười và ít nói. Đẩy cửa bước vào gian trong, vương đã thấy trên bàn inox đặt một tiêu bản giải phẫu gọi là tiêu bản nhưng mà thật ra đó là một cái xác được hiến tặng từ lâu bình thường luôn ngâm trong bể phóc môn nhưng chẳng hiểu tại sao đêm nay lại lù lù nằm ở trên bàn giải phẫu thi thể của người đã chết đổi sang màu nâu vàng vì hóa chất các cơ thịt gân mạch cũng được bóc tách riêng để tiện cho sinh viên quan sát khuôn mặt của người đó nhăn nheo nhìn không đoán ra được tuổi đang chậm ngâm ngắm nghía thì bất chợt từ sau lưng một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến cho vương kinh hoàng quay đầu lại nhìn đó là một gã thanh niên cao giáo nhưng rất gầy mặt mũi trắng bệch như ít ra ngoài nắng cái miệng của gã giàu ra đằng trước còn đôi mắt trúng sâu thâm quẩn vì thiếu ngủ gớm làm cái gì mà phải giật mình thế hả chú theo anh ra đây có việc nhờ thì ra đó là một nhân viên trực của nhà xác theo như thẻ ID gắn trên ngực áo Thì Vương biết hắn tên là Báu Hân Vương vài tuổi và chức vụ cũng tương đối cao Nhưng hình như chưa lập gia đình vì bàn tay trái không đeo găng Và ngón áp út thì không có nhẫn Thế Vương vẫn còn bần thần báo liền nhắc Ở hai cái cậu này có đi không? Nhanh lên Vương giật mình ấp úng gật đầu chào rồi dạo bước đi Vừa mới buổi đầu vào đây đã bị sai bảo như thế này Chắc chắn mấy hôm nữa sẽ còn lắm việc lắm Vương nghĩ vậy cho nên uể oải bám sau lưng của báu. Ra đến giữa sân, báu vẫy tay chỉ vào chiếc xe cứu thương đang đậu ở trước cửa. Cậu ở dưới này chờ anh, nhớ giữ chắc tay một chút, đã biết bê cáng chưa? Chẳng chờ cho gã trả lời báu đã nhảy tót lên xe, rồi chui tọt vào bên trong. Hắn vận sức đẩy chiếc cáng cứu thương phủ một lớp vải trắng lên một chiếc xác đang nằm ở trên đó. Vương ở dưới đón lấy một đầu rồi từ, từ từ để phần bánh của cáng hạ dần xuống đất Xong suy công việc báo nhảy ra khỏi xe Không quên quay lưng đóng sầm cửa lại Rồi hai người hợp sức đẩy chiếc cáng vào bên trong căn phòng quan sát Chiếc cáng có bánh xe Nhưng một trong số đó hình như đã bị long ra khỏi ổ bi Và giết chặt lại vì hoen dỉ. Cho nên vừa đi nó vừa kéo lê trên sàn gạch hoa Những âm thanh trói tai gây sợ Vương liền hỏi Ai thế này hả anh Báo liền thở ra một hơi rồi từ từ đáp Tớ cũng chẳng biết nhưng mà chết vì tai nạn Không có giấy tờ tùy thân cho nên là người ta đưa thẳng vào đây Vương chưa kịp hỏi thêm thì bất chợt một làn gió lạnh thổi ảo tới Lật tung chiếc khăn trắng phủ lên mình của xác chết Để lộ ra bên dưới là một khuôn mặt của nạn nhân Cơn gió lạnh khiến cho hai gã bất chợt đứng khựng lại ở giữa hiên Vì khẽ run lên vì rét Người đang nằm trên cáng là nữ Khuôn mặt rất xinh đẹp Bờ môi căng mọng được tô son đỏ nhìn rất quyến rũ. Đôi mắt nhắm nghiền và có hàng lông mi vừa dài vừa cong, khiến cho cô gái kia thêm phần cuốn hút. Trên người của cô ta mặc một chiếc áo quây, chỉ cao cho đến ngang ngực, để lộ ra một làn da trắng muốt và một bộ ngực tròn đầy. Ở dưới còn có những sợi gân máu li ti nổi lên. Thế vương hơi sững sờ báo liền cười và nói, Thiền sư nhà anh, người ta chết rồi mà cứ nhìn chồng chọc thế kia thì ai siêu thoát được. Vương hơi ngại mắt đỏ lên như là gức chín Rồi hắn đưa tay lên gãi gãi sau gáy rồi ấp úng phân trần Xinh xinh quá anh nhỉ Nhưng mà chắc là dân chơi cho nên mới ăn mặc mát mẻ thế này Báo lắc đầu hơi nghiêm mặt nhắc Để con nói năng như vậy Nghề này của chúng tớ kỵ nhất là nhận xét người đã chết Lúc sống họ có xinh xắn thế nào, ăn chơi thế nào Thì vào đây cũng là một đối tượng đặc biệt Không thể dùng những lời lẽ như vậy được đâu Cậu nên chú ý một chút Vương cúi mặt tỏ vẻ nhận lỗi, rồi lấy chiếc khăn trắng phủ lại lên xác chết, nhưng hắn cũng không quên đưa mắt lén nhìn lên bộ ngực và khuôn mặt của người con gái đó. Hai gã đẩy cái xe cáng vào trong phòng, rồi cùng hợp sức, nhấc phần mặt kim loại lên và đặt lên một chiếc khung bàn. Bảo đứng ở phía chân của cái xác, từ từ rút tấm khăn trắng đã thấm máu loang lổ, rồi ném vào một cái giỏ nhựa để đem đi giặt. Xong việc bóng mới thở dài rồi lừ lừ đi ra ngoài cửa. Vương cũng vội vã đi theo, nhưng gã vẫn cố tình ngoái đầu trông lại. Người chết hình như lúc tai nạn bị một vật sắc nhọn đâm vào. vết thương đâm ra cả sau lưng cho nên dù máu đang ngừng chảy, nhưng vẫn thấm loang ra lớp vải. Đã định quay đầu đuổi theo báo, nhưng bỗng oán giật mình xứng người chết lặng. Bởi Vương vừa trông thấy xác người vừa nghiêng đầu, mở mắt nhìn ra phía cửa cánh tay đặt trên bàn cũng bất chợt rơi ra bùng thõng ngay xuống đất phương hốt hoảng bước lùi lại phía sau lưng đập mạnh vào một cạnh bàn khiến cho mấy món đồ giải phẫu va chạm với nhau kêu lên xoang xoàng Báu ở trước cửa cũng giật mình quay phắt người lại và mắng "ơ hay cái cậu này đi đứng cái kiểu gì thế à vương nuốt nước bọt nhìn cấp trên rồi lại chỉ tay ra phía sau mặt cắt không còn một hột máu anh anh báo ơi em vừa trông người chết mở mắt máu nghiêm mặt quắc mắt nhìn vương rồi khẽ gắt cái thằng này mày ngáo qua đi mất cậu thiếu ngủ hay sao thế hả à? vương quay mặt lại nhìn rồi đưa tay lên dụi mắt để trông lại một lần cho thật rõ dĩ nhiên là chẳng có gì khác lạ cái xác đã cứng đờ nằm nguyên ở trên bàn hai tay để xuôi theo mình áp chặt lại mạng sườn còn khuôn mặt thì vẫn chiếu thẳng lên trần nhà vương ngơ ngác nhìn rồi quay lại phía của báu ấp úng ngập ngừng mà nói Rõ ràng là chỉ có vài giây trước thôi Em thấy người ta quay mặt trừng mắt nhìn em Sao sao bây giờ nó lại thế này Báo nhìn cậu sinh viên thực tập rồi lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm Cậu nom gà hóa quốc thôi lần đầu tôi cũng vậy Thôi ra ngoài làm điếu thuốc đi cho tỉnh táo Phương lật đật bò dậy từ dưới đất Thấy báo đã ra khỏi cửa hắn cũng vội vã lao theo Chứ không dám ở lại căn phòng chứa xác của cô gái đó Hai gã vừa khép lại cánh cửa thì thiên chiếc bàn y nấp, cánh tay của người chết rơi ra, bùng thõng xuống sàn. Ngồi ở một ghế đá ở ngoài sân, báo rút một điếu thăng long ra mời Vương. Này làm hơi đi, chơi trực cả đêm ở đây oải lắm. Vương cũng lịch sự cầm lấy rồi đưa điếu thuốc lên môi. Thăng long bình thường khét lẹt, khói đắng ngắt, lúc nào cũng bết vào trong cổ hạnh thành đờm. Nhưng lần này sao lại hút sảng khoái như vậy? Vương nhìn sang báo rồi hắn chậm ngầm hỏi Anh báo này Ngày xưa anh vào đây cũng gặp ma sao Báo vừa ngáp vừa trả lời Như là buồn ngủ lắm <laughs> Bố khỉ mà quỷ cái cho gì chứ Toàn các ông tin nhảm Chứ tin đây suốt có gặp ma quái gì đâu Chưa để cho báo nói xong Vương đang ngắt lời Nhưng mà anh anh vừa bảo là lần đầu tiên Anh vào đây cũng như em cơ mà Báo quay sang chép chép miệng Như là người già vừa uống nước trẻ đã quá rồi đói đây là tên nói thế cho cậu đỡ sợ mà thôi Ban đầu ai vào đây trả thế Nhưng mà dăm bữa nửa tháng là quen Chỉ có người sống làm hại nhau Chứ người chết thì sao lại làm hại nhau được Nói dứt câu thì bóng đứng dậy vươn vai như là đã quá mỏi Rồi gã lại ngáp dài một tiếng trước khi quay lại nhìn Vương và phân công Thế này nha, tớ đi ngủ trước Đến khoảng 3 giờ thì cậu gọi tớ dậy tớ trực thay cho Không đợi cho Vương kịp trả lời Bảo đã chấp hai tay ở sau đít lững thững bước vào buồng riêng biệt để mặc cho vương thẫn thờ ngồi ở ngoài sân dưới trời đêm không trăng không sao và cái lạnh đã bắt đầu thấm nhanh qua làn áo vải phương đi lang thang trong khu nhà xác hắn mò ra sân định nói chuyện với người bảo vệ nhưng ông bác cũng đã chui vào túi ngủ đầu thò ra xem một bộ phim hành động đang đánh nhau trí chóe không cảnh yên tĩnh dị thường của nhà xác lúc nửa đêm vì sáng không khác gì ở chốn nghĩa địa hoang vu vắng dấu chân của con người đến lúc này khi chỉ còn lại một mình vương mới chậm ngâm điểm lại các sự việc diễn ra ban nãy hắn tự hỏi quái thật đó rõ ràng là mình thấy người chết ngoảnh đầu lại nhìn tại sao vừa quay đi thì mọi thứ lại trở lại như trước hắn càng nghĩ thì máu tò mò của một gã thanh niên càng trỗi dậy đè bẹp hết những nỗi sợ hãi đang âm thầm chảy trong huyết quản rồi vương nhớ lại đến nét mặt yêu kiều xinh đẹp của người vừa chết gã cũng nhớ cả làn da trắng như tuyết trên bộ ngực căng tròn để mời gọi của cô gái kia. Chẳng hiểu vì sao Vương lại muốn quay trở lại căn phòng quản sát chết, để một lần nữa được ngắm nhìn cái dung nhan lộng lẫy ấy. Nghĩ là làm, Vương gión rén bức nhón trên mũi chân như một người chuẩn bị đi ăn trộm. Hắn khẽ mở cánh cửa phòng, rồi quanh quất nhìn tứ phía như sợ có ai phát hiện. Dĩ nhiên là làm gì có ai, cả khu đất rộng mênh mông chỉ còn gã và hai người đang ngủ không cảnh đều đã chìm dưới màn sương dày đặc đồn lên từ những mảnh vườn trồng mấy dạng cây keo vườn bước vào bên trong căn phòng lạnh lẽo nhốm đầy tử khí trên chiếc bàn in nốc và dưới mấy ngọn đèn tuyếp đang tỏa ánh sáng xanh xanh nhàn nhạt, nhạt. cái xác của cô thiếu nữ vẫn đang nằm ở đó hắn khẽ khép chặt cánh cửa phòng lại rồi cẩn thận bấm khóa rồi mới từ từ tiến sát lại gần. Bây giờ Vương mới có thời gian để quan sát kỹ dung nhan của thi thể người chết. Quả thật cô ta quá xinh đẹp. Nét mặt sắc sảo và đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thể còn đang ngủ chứ không hề chết. Đôi môi vẫn còn son đỏ, càng làm cho khuôn mặt thêm quyến rũ. Vương cúi sát xuống nhìn thật kỹ gương mặt yêu kiểu ấy và hắn bỗng hít vào thật sâu như là người được một mùi thơm thoang thoảng của dòng nước hoa đắt tiền đang tỏa ra từ xác chết. Mùi hương ấy bốc lên sau mang tai, vị trí mà cô gái sành sỏi nào cũng sức nước hoa vào đó. Vương ghé sát thêm một chút nữa, làn da của khuôn mặt người chết đã lạnh cứng như băng, không thể đàn hồi khẽ chạm vào môi, làm cho Vương thoáng rụng mình. Một cảm giác lạ bỗng dưng bừng bừng như ngọn lửa thui thúc, bùng lên trong đầu của hắn. Vương nuốt nước bọt xuống cổ họng đã khô cháy, rồi chạm môi lên gò má của người chết mát và thoang thoảng một mùi hương để mì hoặc. Hắn bắt đầu hôn nhẹ lên mặt của người chết, rồi từ từ lần xuống đôi môi. Đôi môi vẫn còn khép chặt lại nhưng hình như rất ngọt, khiến cho hắn mê mật bẩn thần. Phương trèo hắn lên bàn mặc kệ cho mấy cái chân sắt rung lên, kêu lên kinh kít rợn người. Hắn ngồi hắn lên bụng của tử thi, hai tay lần mò sờ sờ lên bụng ngực căng tròn, nhưng lạnh buốt như nước đá. Rồi không thể kiềm chế được nữa, Vương bóp mạnh quay hàm của người chết Ép cho khóa miệng mở ra một kẽ nhỏ Và hai hàm răng không nghiến được vào nhau Hắn tò mò thẻ lưỡi gia đình cho vào trong khoang miệng của cô gái nọ Thì bỗng dưng Vương khựng lại Hắn thoáng dùng mình lạnh cóng cả sống lưng Vì khi hắn vừa đưa cái lưỡi bẩn thỉu nhơ nhấp vào bên trong Thì một làn hơi rét bút từ trong người chết ọc ra Phả thẳng vào mặt của hắn Vương cuống cuồng sợ hãi bật ngửa người ra phía sau Đè mạnh lên bụng của xác chết Máu của cô gái kia đã đông đặc lại một phần Nhưng vì sức nặng của Vương Vô tình tác động Khiến cho nó ứ ra khỏi miệng vết thương Và tràn qua cả vài áo Hắn hoảng loạn lùi lại phía sau Tay sự ý túm luôn vào đùi của người chết Ở đó cô gái nọ mặc một chiếc quần sóc cụt cỡn Chỉ đến mẹn. Nếu nhìn kỹ còn hở ra cả lớp vải ren Của chiếc quần lót màu đỏ Nhưng chỗ Vương vừa vù phải Thì ướt ướt nước Và bốc mùi khai lợm giọng Đương nhiên đó là nước tiểu còn dính trên người sau khi chết Và các bó cơ tròn bị giải phóng mà ra Một lần nữa hắn lại kinh hoàng luống cuống Vườn xoay nghiêng người nhưng mất đà cho nên ngã lăn ra sàn Tay áo của hắn vướng vào một vật gì đó kéo cả cái sắc đã cứng đơ Nằm úp lên thân thể Hai khuôn mặt một sống một chết Một nóng một lạnh áp sát vào nhau Và bây giờ thì cả hai đôi mắt đều đang mở lớn Vương gây sợ muốn rú lên nhưng không thể nào phát ra thành tiếng vì âm thanh cứ nghẹn đặc lại trong cổ họng. Hắn cuống cuồng vùng vẫy không biết tay của mình mắc phải cái gì mà chẳng thể gỡ ra. Nằm bên trên cái xác đó cứng đơ cũng đang giật lên đùng đùng vì bị Vương đạp phải. Hắn cứ dễ lên đành đạch một hồi rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Nước mắt nước mũi ứa ra hai gò má. Vương cố gắng chấn tĩnh bản thân tay áo của hắn vướng phải một chiếc nhẫn kim cương của người chết đang đeo mà gỡ ra không nổi hắn chẳng biết làm thế nào đành rút luôn cái nhẫn từ tay của người chết rồi mới lần mò gỡ vài áo thắt ra ngoài gỡ được cái áo xong hắn mới nhìn xuống sàn người chết đang nằm cứng đờ chân tay duỗi thẳng úp mặt trên nền cánh hoa may quá khi nãy cái bàn mặt in nấp không rơi xuống chứ nếu không thì chắc chắn mọi người sẽ đều biết việc bị ổi của hắn Vương quanh quất nhìn ngó khắp nơi như là sợ người dình hắn. Rồi Vương mới cúi người bế cái xác đặt lại trên bàn. Mắt người chết vừa nãy còn mở chừng chừng, bây giờ đã nhắm nghiền lại chẳng hiểu vì sao. Hắn kiểm tra thấy quần áo có cái xác có phần sộc sạch, bèn chỉnh lại cho ngay ngắn. Rồi bông gòn thấm hết nhưng mà phần máu dính ra loang lổ. Vương cẩn thận thay luôn tấm áo blue rồi cuộn vào nhét vào ba lô. Hắn thả chịu rét chứ không để ai thấy chiếc áo này dính máu nếu không họ sẽ biết việc vương sẽ bị cây xác nằm đè lên người lúc gã định giờ cho đổi bại nhìn quanh quần hồi lâu để chắc chắn mọi việc đã bình thường trở lại hắn yên tâm lùi ra ngoài nhưng lúc vô tình đi ngang qua cửa kính soi chiếu vào bên trong phương bàng hoàng nhận ra là trên môi của mình còn dính chút son đỏ từ xác của cô gái cuống cuồng đưa tay lên chùi vội hắn lấy điện thoại ra soi lên mặt nhưng đúng lúc đó chiếc máy quay phụ mà lên từ phía sau lưng cổ vương Đã có một người lù lù đứng ở đó Hắn hốt hoảng giật mình rú ẩm cả lên Khiến cho người đó kinh hại và hết theo Rồi ngoạc mồm mắng lớn Ôi trời ơi sao tự nhiên cậu lại rú lên như vậy à Làm tôi cũng hết cả hồn suýt đứng thì mà chết Vương kinh hãi đưa tay lên chặn ngực Mặt mũi tái mét mặt cắt không còn ra giọt máu Tim thì đập thình thịch như sắp đứt hơi Hóa ra đó là báu đã nằm ngủ được một giấc nhưng mà sợ đàn em không biết việc cho nên đành ngồi dậy để kiểm tra báo thế vương đang cầm chiếc điện thoại xoay gương trước cửa phòng quản sát chết còn chưa kịp lên tiếng gọi thì anh ngờ vương lại rú ẩm lên dưới đêm khuya vắng lặng làm chính báo cũng phải đứng cả người không đợi cho vương lên tiếng phân trần báo đã lắc đầu ngắn ngẩm rồi xua tay ra hiệu thôi cậu về đi đêm này tới trực nốt cho ngày đầu như vậy là đủ rồi đó mai rồi lại đến Nhớ đừng có mặt thần hồn nát thần tính như hôm nay Vương còn đang ấp úng không hiểu chuyện gì Thì báo liền nhắc Sao về đi chứ còn đứng đó làm gì Yên tâm tôi không đánh giá thực hành đâu mà lo Thôi về đi Nghe đàn anh nói như vậy Vương tươi ngay nét mặt Nhưng ánh mắt tội lỗi đào quanh rồi vội vã lần về Hắn thu dọn đồ đạc sách vở nhét hết vào ba lô đã đựng sẵn chiếc áo bẩn lưu thấm máu người chết, rồi khẩn trương chạy ra ngoài sân nhảy lên xe rồi phóng trở về nhà. Ở lại khu nhà xác, báo lại chẹp chẹp miệng như là người già uống phải cốc trà quá đặc. Giờ hắn thở dài đi vào gian nhà quan sát chết. Mới bước chân vào, báo đã giật mình cao mày tự hỏi. Lạ thật, sao đầu của người chết lại ngoảnh ra ngoài cửa như thế này? Vương cố nén sự bồn chồn lo ngại việc mình bị phát hiện bằng cách tự nhủ rằng mình đã xóa hết các dấu vết còn lại ở trong phòng quan sát. Hắn cố gắng đi thật chậm vì đoạn đường từ nhà xác về phòng trọ rất tối. Đèn đường thì tù mù chỉ đủ sáng một quãng khá nhỏ, chứ không tỏa ra cả con lộ. Chiếc xe gắn máy cái lầm lũi tiến đến giữa trời đêm tĩnh mịch. Gió lạnh bắt đầu luồn vào trong tay áo tràn sang lồng ngực, làm cho gã húng hắng ho lên vài cái. Những ngọn cây cao trồng dọc hai bên đường cứ rủ bóng phất phơ, đung đưa qua lại như những ngón tay khổng lồ, trơ xương run dày, khiến cho khung cảnh bất chợt như nhốm màu tăng tốc. Không hiểu vì sợ hay là ám ảnh tội lỗi của mình, mà trong lòng của gã cứ nóng gian như lửa đốt, còn sống lưng thì lạnh thoát cả mồ hôi. Vương dừng xe lại trước một cột đèn tín hiệu, trời đã quá khuya chắc chẳng còn ai qua lại, nhưng Vương không muốn vượt đèn. Hắn hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn nhanh vào trong lồng ngực làm cho Vương tỉnh táo lại đôi chút. Cột đèn sắp chuyển sắc xanh, Vương rút người dậm chân về số, nhưng gã bỗng giật mình khựng lại, vì từ phía tay phải thình lình có một người chẳng biết từ đâu xuất hiện. Có lẽ khi nãy vương không tập trung chú ý, cho nên không nhận ra người ấy đứng khuất dưới một gốc cây. Không hiểu vì sao mà cô ta cứ lầm lũi chẳng chịu sang đường, dù tín hiệu vẫn đang còn sáng đỏ. Chắc họ muốn nhường đường cho vương đi trước. Đèn đã bật xanh. Vương vặn gà phóng đi rồi không biết có một sức mạnh nào khiến cho gã tò mò, quay đầu và ngoái lại nhìn. Một cảm giác dùng mình chạy dọc sống lưng rồi lan đi đến tận óc khiến cho Vương bàng hoàng kinh hãi. Vì bóng người vừa đã biến mất không còn đứng dưới gốc cây như vừa nãy. Cô ta đi đâu mà nhanh như vậy? Vương tái mặt tự hỏi nhưng tay vặn ga lao đi trong đêm tối. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi nhìn gà hóa quốc chắc tất cả chỉ là do Vương tưởng tượng ra trong đầu. Ý nghĩ vẫn còn lờn vườn trong tâm trí thì Vương đã vượt qua một ngọn đèn. Thì sáng chiếu xiên hắt bóng cổ gã và chiếc xe in xuống lòng đường. Nhưng Vương chợt kinh hãi tái người, hai tay điều khiển chiếc xe bất chợt buông lơi, rồi cả người và xe lao lên vỉa hè, húc đúng và thùng rác. May mắn là tốc độ không quá cao, hắn chỉ chảy sức chân tay chứ không có thương tích gì nghiêm trọng nhưng vương không ngồi dậy mà cứ bò lết trên mặt đường để lùi lại phía sau vì vừa rồi khi cái bóng in xuống lòng đường thì cũng là lúc vương nhận ra phía sau xe còn có một người nữa đang ngồi hắn chạm lưng vào một bậc cửa chân tay xây sát nhưng vương quên hết cả đau hắn chỉ liên tục quay đầu nhìn về tứ phía dĩ nhiên là chẳng có ai cả con đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người không có ai ngồi trên xe cùng với hắn cả cổ Hồng nghẹn đắng không nói nên lời vương khi ấy mới luống cuống bỏ dậy rồi dựng lên xe la vút đi như gió tất cả chuyện này là sao cô gái đứng dưới gốc cây và bóng người in trên mặt lộ liệu đó có phải là ma hay không vương không muốn chui về căn phòng trọ của mình hắn phải tìm đến một nơi nào đó có nhiều người nghĩ vậy cho nên vương tiếp tục đi thêm một quãng rồi rẽ vào một quán điện tử ở trên đường nơi này vẫn thường mở cửa cả đêm để đón bọn trẻ giặt nhà hoặc là những kẻ thích ngồi dúi đầu vào mấy trò game online cùng với bạn bè vương không biết chơi điện tử nhưng lúc này đây chẳng còn chỗ nào an toàn để cho gã trú chân trong một đêm quái đản người chủ thế vương bước vào thì nét mặt tái xanh toàn thân run rẩy bần bật thì cũng hơi nghi ngại nhưng thế vương xòe ra tiền cho nên ông cũng lặng lẽ bật máy dù ánh mắt đăm chiêu vẫn còn dõi theo người thanh niên chân tay xuất sát quần áo lấm lem vừa vào trong quán phương ngồi vào máy được một lúc nhưng mà chỉ buông thõng hai vai mắt nhìn vào màn hình chứ không làm gì cả mấy cậu choi choi bên cạnh nhìn thấy đều ngạc nhiên bàn tán chúng bàn tán nhỏ thôi chứ không dám nói to vì sợ gặp phải mấy trường hợp ngáo cần ngáo thuốc thì có lỡ chết oan cũng không biết chừng dường như cũng nhận ra cứ ngồi đần mặt ra cũng không hay cho nên vương bắt đầu mò trên bàn phím mà một bộ phim ra để xem cho hết thị giờ hắn cố tình tìm một cuốn phim hài để xua tan đi cảm giác tội lỗi và những ám ảnh dị thường không ngừng đeo bám bổ vây tâm trí ngồi xem được một lúc khá lâu những tình huống vui nhộn một cách tự nhiên trong phim đã phần nào lấn át đi sự sợ hãi bất chợt từ phía sau lưng của vương hình như có một người vừa đi vào đẩy mạnh lên thành ghế của hắn làm cho chiếc ghế và cả vương hơi nhoài ra phía trước bị giật mình một cú lại suýt nước cắm đầu vào màn hình cho nên gã hơi bực đã vậy chẳng còn thấy người kia nói một lời xin lỗi vương rằng mạnh tay nghe xuống cổ rồi quay ngoắt đầu lại nhìn thật lạ lùng đằng sau cổ vương chẳng có ai cũng không có người nào vượt đi từ ngoài quán vào trong vương ngoảnh đầu dõi nhìn ra tứ phía nhưng mọi việc đều diễn tiến một cách bình thường. Bằng chứng là mấy cậu thanh niên vẫn đang tập trung chơi điện tử. Chẳng có ai có bất cứ một phản ứng nào khác biệt. Vương quay mặt lại nhìn màn hình, tay úp tai nghe lên, nhưng khuôn mặt vẫn đăm chiêu không hiểu chuyện gì vừa xảy đến. Hắn lại tiếp tục xem, nhưng lần này bộ phim không còn làm cho Vương bớt đi được nỗi lo sợ. Hắn lại dõi mắt nhìn lên màn hình được chừng 5-10 phút thì từ phía sau lưng lại có một người ấn vào cái ghế mà hắn đang ngồi. Vương bực mình quay ngoắt đầu sang một bên. Nhưng chẳng ngờ mặt hắn lại vô tình áp phải một làn da trắng mút, mắt mẻ của một bộ ngực căng tròn mười gọi. Vương hơi ngại, gã vội lùi người ra. Nhưng đã có một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy vai và một giọng người đàn bà óng nghẹo vượt thủ thị cất lên như đường mật. Anh trai, cho em xin cái gà tàn được không? Vương ấp úng không nói nên lời, vì phần cơ thể vẫn còn áp sát vào một bên gò má làm cho hắn đỏ ửng cả mặt run rẩy đưa tay lấy cái gạt tàn trước mặt rồi đưa cho cô gái ăn mặc hứ hênh ở đằng sau khi vương vừa buông tay đưa cái gạt tàn cho người đó thì bất chợt có một tiếng cười khanh khách cất lên chọc sâu vào màng nhĩ tiếng cười đó như thể đang rít lên trong cuống họng tràn qua kẽ răng rồi mới bật ra bên ngoài nghe vô cùng quái đản cái gà tàn tưởng chừng như đã nằm gọn trong tay của người kia thì bất chợt bất thần rơi xuống đất vỡ toang những mảnh thủy tinh bắn ra tứ phía vương và tất cả những người trong quán đều giật mình quay đầu nhìn lại bác chủ tiệm thì câu mày nhìn gã thanh niên và phá hoại ông lên tiếng nhắc thêm ba chục vật tiền phí dịch vụ làm ăn kiểu gì không biết nữa đến chơi hay là đến phá thế hả vương ấp úng định phân trần nhưng hắn tự nhiên im bặt vì phía sau lưng của gã chẳng có người con gái nào cả. Đầu óc của Vương ong ong như là búa bổ, hắn quay cuồng trong các câu hỏi không có lời giải đáp. Rõ ràng Vương đã nghe một một tiếng của người xin tàn đóm. Hắn đưa tay lên vút má, làn da vẫn còn lưu lại cái cảm giác mát rượi, lành lạnh của bộ ngực căng tròn kia. Và Vương không thể nào quên được tiếng cười rùng rợn và ma quái đã xoáy sâu trong mảng nghĩ khiến cho hắn kinh hãi giật mình buông rời cái gạt tàn xuống đất chẳng lẽ tất cả đều do vương tưởng tượng mà ra hắn tự hỏi và dĩ nhiên cũng không thể trả lời vì mọi thứ trong đầu đang quay cuồng như một mớ bỏng bong bùa bỏ vây tâm trí và khiến cho hắn hoang mang thất thần chết lặng ông chủ thấy bàn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu của vương thì chỉ thở dài lầm bầm vài tiếng không ai nghe rõ những cậu thanh niên còn lại trong quán cũng cắm cúi tiếp tục chơi game chỉ còn mình vương là vẫn ngồi thẫn thờ như một cái xác không hồn mồm miệng há hốc còn đôi mắt lạc thần nhìn như đã mất hết sinh khí ngay lúc ấy thì bất thình lình có một luồng hơi lạnh buốt từ đâu ùa đến pha thẳng vào cái mồm đang há hốc của vương hắn luống cuống đứng bật dậy dây tay nghe đứt phật lùng lẳng ở trên người vương kinh hãi nhận ra luồng khí ấy đó là luồng từ khí ghê sợ đã từng thốc vào mặt của hắn một lần khi vương bóp mồm của người chết để chọc lưỡi vào hôn. Hắn cuống cuồng giật cái ba lô ở dưới đất rồi chạy vội ra ngoài. Vừa phóng đi vương vượt thiết lên gây sợ. Người chủ quán hình như cũng hoảng sợ cho nên không dám giữ hắn lại để đòi tiền. Và bây giờ là cả cái headphone đất dây đang lùng lẳng treo trên cổ của gã. Lúc chạy ra ngoài cửa thì trời đã tăng tảng sáng. Những tia nắng ban mai đầu ngày chiếu xuống mặt đường giờ đây đã tấp nập người xe qua lại. Họ hầu hết là những người nông dân từ các huyện gần thành phố mang rau đi bán, hoặc là những người thương lái đánh xe chở hàng để giao cho các quán ăn mở sớm. Những tiếng người cười nói, những tiếng mặc cả tới lui nhộn nhịp đầy sức sống, nhưng cũng không xua tan được cái cảm giác kinh hoàng khiếp đảm đang bủa vây lấy tâm trí của hắn. Vương biết mình đã gặp ma, và con ma ấy là vong linh của cô gái chết vì tai nạn giao thông vẫn còn nằm trong nhà xác nhưng hắn phải làm gì bây giờ quay lại là một cái lễ tạ tội rồi sẽ bị đuổi cổ khỏi trường hay sao không được nhất quyết không thể dại dột như thế vương tự nhủ trong đầu rồi vặn ga lao thẳng vì phòng trọ về tới nơi gã không thèm chào ông bà chủ cứ như vậy băng băng chạy vào trong buồng đóng sầm cười lại hắn vội vã lôi chiếc áo bờ lưu trắng có những vệt máu đã khô ra khỏi ba lô phương định mang đi giặt nhưng hắn lấy tay cậy cậy trên lớp vải máu đang ngấm quá sâu chắc chẳng có thuốc tẩy nào có thể gột rửa vừa bực mình vừa chán nản vương vò viên chiếc áo ném thẳng vào trong thùng rác nhưng chiếc áo vừa bay đi một quãng thì như có một vật bằng kim loại rơi xuống sàn đá hoa và lăn thẳng vào trong gầm tủ Vương tò mò cúi đầu nhìn xuống Nhưng cái gầm tủ quá hẹp mà lại tối Cho nên gã chồng trông thấy được gì Hắn phải lấy cái đèn pin trên giường Rồi chọc cái chổi vào bên trong Lôi mạnh ra mấy lượt Đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng Lấp lánh phản chiếu ánh đèn Chiếc nhẫn mà Vương trong khi bối rối Đã nhét vội vào trong túi áo Chiếc nhẫn kim cương của người con gái Nằm trong nhà xác Hắn kinh hãi cầm lấy chiếc nhẫn lên rồi run lầy bầy ngồi thụt lùi trên ghế. Phương đặt cái nhẫn lên mặt bàn rồi đưa tay lên vỏ đầu bứt tóc. Ngọn đèn tiếp yếu ớt tỏa ánh sáng xanh lạnh nhạt, bao phủ khắp cả căn phòng, càng làm cho khung cảnh trở nên tiêu điều và tăng tóc. Làm thế nào bây giờ? Vương tự hỏi ở trong đầu rồi quay cuồng không biết phải làm sao. Hay là đợi tối nay mò vào trong nhà xác rồi đeo lại cho người chết chắc chỉ còn cách đó Chứ cứ ở đây mà lo sợ chẳng giải quyết được gì Nghĩ vậy thôi Chứ không cảnh trong phòng trọ hôm nay u ám quá Từ lúc gặp những hiện tượng kinh dị lạ lùng Thì trong lòng của hắn cứ nóng gian như lửa đốt Hắn nghĩ đến người yêu Chắc Vương sẽ tạt qua phòng trọ của Uyên Để tạm thời lánh xa cái không khí tĩnh mịch âm u này Hắn bấm số gọi cho người yêu Mất một lúc khá lâu thì từ đầu dưới bên kia mới vang lên tiếng nói Alo anh à Có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy Vương thấy giọng nói ngọt ngào của người yêu Thì tự nhiên mừng rỡ Hắn đã quá quen với âm tiết ấy Vương ấp úng trả lời gian dối Em em chuẩn bị mở cửa cho anh vào nhé Anh vừa đi trực về ở nhà mất nước Không có tắm rửa được chán quá Đợi anh khoảng 10 phút rồi anh sang Bên kia đầu dây phát ra một tiếng ngắp dài mệt mỏi Sự uyên dịu dàng trả lời Vâng anh cứ sang đi em để cửa Vương cúp vội ống nghe rồi luống cuống nhất đóng quần áo sách vở và ba lô. Hắn cũng không quên cho luôn chiếc nhẫn kim cương vào trong một ngăn kéo nhỏ, dấu khá kín ở dĩ đáy ba lô. Xong xuôi mọi việc, Vương mới ra khỏi buồng khóa chặt cửa lại, rồi phóng xe sang nhà của bạn gái. Đến nơi cầu nhà trọ mở toang, nhưng phòng của Uyên thì vẫn im lìm đóng cửa. Vương hơi bực mình gã tính khá ra trường vì được nuông chiều từ bé, cho nên lúc nào cũng muốn người khác phải răm rắp theo ý của mình. Gõ mạnh mấy cái không có tiếng trả lời, Vương trợn mắt rút chiếc điện thoại từ trong túi quần rồi ấn số gọi cho người yêu. Cái điện thoại di động trên tay của hắn rung lên theo từng hồi chuông tút dài. Một lúc sau thì đầu xi bên kia có người nhấc máy. Chưa để cho người yêu nói gì, Vương đã tuôn ra một tràng những lời trách móc. Anh đã bảo em mở cửa cho anh rồi mà. Làm cái gì mà đóng kín cửa thế này? đi trực về đã mệt thì chớ nhưng hắn còn chưa dứt câu thì từ đâu dưới bên kia phát ra một tiếng cười khanh khách tiếng cười trong lanh lảnh như là tiếng khánh lại rin rít qua từng kẽ răng như xoáy sâu vào tai của gã đó là tiếng cười mà sáng ngày hôm nay vừa nghe thấy ở trong quán nét hắn vẫn còn bàng hoàng người run lẩy bẩy và chiếc điện thoại vẫn dính chặt vào tai chưa âm thanh quái đản vang lên một chút rồi ngưng bặt và chuyển sang một giọng nói xa xăm lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng lại. Anh ơi, vào đây với em, vào đây với em, ở ngoài này lạnh lắm. Càng về sau thì âm điệu của lời nói càng du dương, cất lên cao vút như là rít qua cổ họng. Vương kinh hãi đến tái người, buông rơi chiếc điện thoại xuống chân, màn mũi bất thần cắt không còn một giọt máu. Bỗng ngày lúc đó có một bàn tay lạnh ngắt chộp lên vai của hắn khiến cho hắn bàng hoàng giật mình rú ẩm lên giữa khu nhà trọ làm cho mấy cô cậu sinh viên tò mò ngó cổ ra xem nhưng hóa ra đó là uyên cô cũng kinh ngạc đôi mắt trợn tròn bà tên đang cầm hai hộp sôi cũng suýt nữa đánh rơi xuống đất uyên sửng sốt hỏi ôi trời anh sao vậy em vừa chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh đây nói rồi uyên cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi đưa cho vương hắn vẫn bần thần đứng khựng lại rất lâu rồi mới ngập ngừng hỏi Vừa vừa nãy em có nghe máy không? Máy nào, anh gọi em à? Em để điện thoại trong phòng mà. Vương tái mặt giơ chiếc điện thoại lên cho người yêu xem rồi ú ớ. Anh anh vừa gọi em thì có một người nhấc máy, đây là em nhìn đi, lịch sử cuộc gọi. Ố, sao thế này? Hắn ngừng lại ngay lúc đó, vì khi giơ điện thoại lên mặt thì Vương mới nhận ra, hắn vừa ấn gọi một dãy số hàng chục số không. Uyên kinh ngạc há hốc mồm trợn mắt nửa hỏi. Thôi chết rồi anh ốm rồi phải không Bấm số linh tinh gì thế này Thôi vào nhà đi em Em chuẩn bị ăn sáng rồi anh uống thuốc Uyên ân cần hơn hẳn mọi khi Vì đây là lần đầu tiên cô thấy người yêu của mình Tái mặt kinh hoàng như vậy Trước nay Vương luôn cậy rằng Gia đình của mình giàu có Cho nên vẫn thường tỏ ra hách dịch Nhưng hôm nay thì hắn như là một kẻ mất hồn Cứ đứng thẫn thờ trong sân Hai tay run rẩy như người phải cảm Uyên kéo bạn trai vào trong phòng rồi khép chặt cửa lại. Cô vội vàng lấy xôi ra bát rồi bưng lại chỗ ngồi. Nhưng Vương không để ý. Hắn vừa mở máy ra và quay lại suốt điện thoại vừa rồi. Sau một hồi tốt dài thì đầu dây bên kia cất lên giọng nói đều đều của cô thông tin viên. Thông báo rằng số máy vừa gọi không đúng. Vương đặt điện thoại xuống mặt bàn, hai tay đưa lên vỏ đầu bứt tóc. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Vương nằm cả ngày trong phòng của bạn gái, hắn chỉ ăn mỗi một chút xôi mà Uyên mua từ sáng. Người yêu gọi cũng không thưa, hỏi gì thì câm như hến. Nghĩ bạn trai của mình ốm cho nên Uyên tranh thủ đi chợ để nấu cho Vương một chút cháo. Nhưng mới hơn 5 giờ chiều khi trở về thì Uyên đã không thấy Vương đâu nữa. Hắn đã ra nhà xác. Bác bảo vệ nhìn Vương ánh mắt rưng rưng rồi mở cổng cho hắn bước vào. Vương khẽ cúi đầu cho người bảo vệ già rồi lững thững đưa xe qua một góc sân có mái che. Hắn đã mua một chiếc áo bẩn lu mới, còn cái nhẫn thì giấu trong túi quần. Vương vọng qua sân băng sang dãy nhà ngang mà tuyết qua hắn và Báu đã đẩy cáng vào trong nhà xác. Lúc đi qua phòng trực thì thấy Báu đang ngồi ở đó. Người đàn anh khẽ chớp chớp đôi mắt rồi ngạc nhiên hỏi. Ờ, đã đến giờ đâu? Sao cậu vào sớm thế hả? Ăn uống gì chưa? Vương ấp úng trả lời. Em ăn rồi anh ạ, à, tại ở nhà cũng chán cho nên là đi sớm một chút. Báo tỏ vẻ khó hiểu rồi mở miệng cười như chế nhạo. Thằng này lại nhỉ, ở nhà không thích hơn à, mày mò ra đây sớm thì không biết, thôi. Nhưng báo vừa dứt lời thì Vương đã lên tiếng. Anh, người chết hôm qua thế nào rồi ạ? Báo hơi ngần người một chút, nhà xác thì ngày nào chả có vài người đến đưa vào. Nhưng gã chợt nhận ra ý nghĩ của Vương cho nên thản nhiên đáp. À, người chết hả? cái cô ấy được gia đình đón về rồi hôm qua lúc cậu vừa đi được chừng nửa tiếng thì người ta đến khổ thân con gái mất sớm mới chưa đầy hai mươi đã chết cả nhà cứ khóc lăn cả ra báo vừa nói vừa cầm quyển sách pháp y lên ngang mặt lắc đầu và chép chép miệng như là một thói quen cố hữu gã không để ý khuôn mặt của vương nghe xong đã tái nhợt bẩn thần một lúc sau thì vương mới lên tiếng hỏi anh anh có biết người ta là ai ở đâu không ạ Báo ngẩng đầu lên hướng đôi mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào gương như là dò hỏi. Ở một huyện xa, người nhà không muốn tiết lộ thông tin cho bên mình. Họ chỉ thông báo cho cảnh sát thôi. Nhưng mà tôi đoán chắc là không phải người tình mình đâu vì chất giọng nghe lạ lắm. Vương nhận được câu trả lời mà toàn thân cứ bẩn thần run lên bẩn bật. Khiến cho báo phải ngạc nhiên rồi hỏi. Mà sao cậu hỏi vậy? Cậu quen biết với gia đình của nạn nhân à? Vương kẽ lắc đầu không đáp rồi hắn quay lưng nhìn ra mảnh sân bê tông rộng thênh thang ở trước mặt. Trong lòng của hắn bùng lên một dự cảm không lành cho những ngày kế tiếp. Bỗng từ trên mái của dãy nhà đối diện, một đàn quạ bất ngờ bay vút lên cao, kêu vang lên những tiếng lạnh lùng ai oán đến giận người. Vương căng thẳng bám vịn tay vào cột, mặt cụ gã tái đi và toàn thân buồn rùn như muốn ngã ngồi xuống đất. Cây nhẫn vẫn nằm trong túi quần, như một thứ bùa ngải dị thường ghê gớm Trời đã về chiều từng làn mây xám lững lờ trôi và từ bốn phía xung quanh, làn sương trắng đục cũng đang đùn lên từ mặt đất. Vương hít một hơi thật sâu, trong đầu của gã nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Chiếc nhẫn này hắn không thể giữ mãi bên mình. Uyên ôm chầm lấy bạn trai, hồn chùn chút lên môi để cảm ơn món quà bất ngờ mà cô vừa được tặng. Chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng đến mức có thể soi gương, lại được đính lên một viên kim cương lóng lánh tất cả đều là hằng thật. Cái nhẫn này chắc phải có giá trị khổng độ. Uyên nâng niu bàn tay của mình lên ngắm nghía không chán mắt. Xuất thân của cô là một cô gái vùng cao, đã bao giờ được nhận một món quà lớn đến như vậy. Uyên xúc động bật khóc vì vui mừng. Bên cạnh cô vương cũng vòng tay ôm lấy lưng. Hắn kết thở phào nhẹ nhõm vì đã chút được một gánh nặng như là tảng đá ngàn cân đang đè lên lồng ngực. Từ khi đeo chiếc nhẫn ở trên tay, không biết có bao nhiêu lời khen ngợi, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ ghen tị hướng theo Uyên. Học ngành sư phạm lại chỉ đi làm thêm lặt vặt, làm gì có cái diễm phúc được đeo một chiếc nhẫn sang trọng quý giá đến thế. Mấy người bạn của cô ai cũng ngạc nhiên đến mức sửng sốt khi biết món quà này là do Vương mua tặng. Họ tỏ vẻ thán phục lắm, có vài người còn tò mò tự hỏi không biết phải vương buôn hẳn cấm hay sao, mà lại trong tay có nhiều tiền đến thế. Tới hôm đó lớp của Uyên họp chi đoàn cho đến gần 9 giờ tối mọi người mới được ra về. Con đường từ trường cho đến phòng trọ không quá xa, chỉ độ chừng vài 300 mét cho nên Uyên vẫn thường đi bộ. Con lầm lũi đi thật nhanh để trở về nhà hoàn thành đống bài tập cho buổi sáng mai. Uyên tránh những lùm cây những vũng nước trên đường còn đọng lại vì sầm tối trời mới đổ mưa to. Đến một quãng thì cô bỗng giật mình khựng lại Vì thấy đứng bên kia đường ngay trước mặt một cửa hàng dài khát Có một cô gái xõa tóc, quần áo lấm lem Lừ lừ nhìn về phía của mình Khu sinh viên cho nên 9 giờ vẫn còn nhộn nhịp Các cặp trai gái tay trong tay dạo bước Nên cái hình ảnh cô độc trơ trọi của người kia Tự nhiên làm cho Uyên phải chú ý Cô gái đó ăn mặc rất thời trang Quần sóc ngắn ngang đùi Áo quay để lộ ra phần eo thon gọn trắng muốt nhưng cả áo lẫn quần đều lấm lem loang lổ nhìn cực kỳ quái đản người đó lại buông xóa tóc loa xòa trên khuôn mặt cho nên uyên chỉ trông thấy hai tia mắt lạnh lẽo đang nhìn dõi theo cô một cảm giác bất an bỗng bùng lên trong tâm trí như một ngọn lửa đổ thêm dầu uyên sững lại vài giây rồi mau mau rảo bước cô đi được mấy mét thì tò mò quay đầu nhìn lại bóng của người đó không còn nữa mà chuyển sang đứng ở một cột đèn ngay sát sau lưng uyên kinh hãi cuống cuồng chân như là chạy tại sao chỉ mới vài giây mà người đó có thể sang đường vừa bám sát sau lưng cổ uyên như vậy cô hơi hốt hoảng cho nên nhịp bước càng lúc càng mau nhưng trên con đường lộn nhổn đá vụn tiếng giày cao gót cũng tiến nhanh lạo xạo đập trên mặt lộ dùng mình kinh hãi uyên ngoái cổ hẳn về phía sau thì bất chờn cô tái người chết sững vì người đó đang ở ngay sát cạnh Uyên, khoảng cách chưa đầy 2 mét. Uyên cuống cuồng bắt đầu vùng chạy, cánh cổng nhà trọ đã hiện lên trước mắt mà trong tình huống này bỗng xa xôi rượu vợi. Uyên lao vào sau những chấn xong, quay lưng đóng sầm cửa lại, nét mặt hốt hoảng nhìn ra con lộ. Nhưng người con gái bí ẩn kia đã biến mất, chẳng còn ai bám sau lưng. Uyên đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực phập phồng và trái tim đang đập dồn dập ở bên trong. Cô dựa lưng vào tường Tay vịt lên những viên gạch nhấp nhô chưa xây chát Và lặng lẽ trở về phòng Ngồi trên bàn học nhưng mà Uyên không thể nào tập trung được vào trang giấy Bởi hình ảnh của người phụ nữ quái đàn và trải nghiệm dị thường kia Vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cô Cô muốn gọi cho Vương Nhưng biết giờ gã đã phải trực trong nhà xác Cho nên không tài nào có thể nghe máy Cái bút đưa lên miệng cắn nhẹ nhẹ Để chậm ngâm nhớ lại tất cả những sự việc vừa qua và càng nghĩ uyên lại càng không hiểu được đó là ai tại sao lại đuổi theo mình mất một lúc sâu thì mới có thể tìm ra lời giải đáp uyên ngồi dậy đi vào gian trong để tắm vì người đã dính nhớp mồ hôi cô cẩn thận vấn mái tóc lên cao và cúi đầu rút chiếc nhẫn kim cương ra khỏi ngón tay trắng bút nhưng cái nhẫn như là bị gắn keo ôm sắt lấy ngón tay không tài nào cô vận sức rút ra cho nổi Càng cố kéo thì cái nhẫn hình như lại càng thít chặt lại. Có mệt mỏi cô mặc kệ vừa đeo vừa tắm. Là nước ấm làm cho tâm hồn sảng khoái nhưng vô tình lại dỗ cho người ta chìm vào giấc ngủ. Thật vậy sau khi tắm xong, Huyên lặng lẽ nhìn đống bài tập ở trên bàn. Tự nhủ rằng giờ này ngủ sớm thì sáng mai vẫn còn kịp thời gian để hoàn thiện. Nghĩ vậy cho nên cô tung chăn lên giường tắt đèn để đi ngủ toàn thân giã rời mệt mỏi sau một ngày dài phải ngồi trên giảng đường uyên nghĩ rằng mình có thể ngủ ngay nhưng mọi việc lại không hề đơn giản như vậy bởi vì vừa chập mắt chưa lâu cô lại giật mình choàng tỉnh dậy uyên vừa nghe tiếng người nói lao sao ở ngoài cửa sổ trời đã về khuya lúc uyên vào trong phòng thì cả dãy trọ đã tắt đèn đi ngủ không biết giờ này ai còn thức mà nói chuyện ầm ĩ ở ngoài sân xoay như người úp mặt vào trong để cố rũ giấc ngủ. Nhưng tiếng nói chuyện hình như ngày một lớn, cảm giác sát ở bên tai chứ không vọng vào từ cửa sổ. Uyên bực mình ngồi bật dậy, cô lao ra định nhắc nhở kẻ vô ý kia hạ bớt âm lượng xuống. Nhưng vừa mở cửa bước chân, Uyên đã giật mình sừng sốt bởi ngoài sân tối om không một bóng người. Nhưng tiếng nói lao sao thì vẫn còn đó, thậm chí rõ mồn một xoáy thẳng vào tai uyên há hốc mồm nhìn quanh cô dần dần nhận ra tiếng người ấy không phải ở nơi nào xa lạ mà vang lên từ chính đầu óc của uyên kinh hoàng rùng rợn uyên ngồi thụp chân xuống hai tay ôm đầu rồi lết thẳng vào bên trong lưng tựa vào thành giường miệng thở hổn hển như sắp đứt hơi tiếng nói lao sau đó đã rõ ràng từng câu từng chữ trả lại cho tao trả lại cho tao Uyên bịt chặt lấy tay của mình, miệng há lớn nhưng không thể nào hét lên được nữa. Cô luống cuống bàng hoàng như vô tình hất tay, làm cái nhẫn kéo một đường dài, rạch ngang trên mặt. Cô vội vàng quệt tay lên má, máu đỏ đã chảy ra nhòe nhoét nhễu cả súng sàn. Uyên vùng đứng dậy soi gương, vết thương rất sâu, lộ ra cả một lớp mỡ vàng vàng bỏ và có phần thịt đỏ au ở bên dưới nhưng mà điều đó không đáng sợ bằng khi cô đưa bàn tay đèo nhẫn ra trước mắt ngón tay đó đã tím bầm thâm đen như là phân hủy chứ còn sưng vù lên như vị tụ máu từ đầu móng tay và phần thịt sát gần cái nhẫn một chất lòng vàng vàng hôi tanh như mù bắt đầu chảy ra bốc mùi nồng nặc cô cố gắng dùng sức tháo chiếc nhẫn ra nhưng càng gắng sức bao nhiêu thì cái nhẫn dường như càng xiết lại nó ép chặt lấy bóp cho ngón tay cổ uyên sưng phồng lên và máu mủ cũng phòi ra ầm ầm. Cô kinh hãi khóc lóc miếu máu và cố gắng hét lên, nhưng âm thanh thì cứ tắc nghẹn trong cuống họng. Chạy vào nhà tắm uyên đồ xà phòng lên tay rồi cố rút ra cho kỳ được, nhưng cái nhẫn vẫn lì lì ở đó không hề nhúc nhích. Trong khi mùi hôi tanh càng lúc càng nồng nặc bốc lên, ngón tay của cô đã sưng lên to tướng như quả nhãn, bên trong lỏng bóng như là chứa đầy nước nhưng ấn vào thì cứng rắn lạ thường. Uyên không biết phải làm như thế nào, nhưng một ý tưởng vừa lóe lên trong óc của cô làm cho cô hơi sững người lại. Đúng rồi, Uyên vừa nhìn thấy một thứ có khả năng hữu ích. Uyên đổ thêm xà bông vào tay, xoa xoa cái nhẫn mấy vòng, rồi cô nhét cả ngón tay qua khe cửa. Tay còn lại cô kéo cả phiến gỗ nặng trịch ấy vào. Phần bàn lề kim loại tỳ chặt lên thân nhẫn Uyên nghiến chặt răng có người đạp một cách thật mạnh vào cạnh tường để người bắn ngược lại phía sau. Những mong bản lề sẽ giúp Uyên rút ra cái nhẫn. Uyên ngã lăn ra sàn nhà. Cô giơ tay lên định nhìn nhưng mà rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Cái bản lề không đủ chắc chắn để rút nhẫn. Lực đạp quá mạnh còn cánh cửa không đủ chặt cho nên đã trượt ra ngoài vành nhẫn phần bàn lề kim loại và các lớp gỗ cứng nhắc ấy đã lôi tuột cả một mảng da và ngón tay sưng vụ kia phần thịt bên trong đã đổi sang màu xanh lá đầu móng tay đã bị hóa tím đen khô lại vì không còn máu đốt đầu tiên đã bị bắt đầu hoại tử người ta cuống cuồng hốt hoảng vì tiếng thét thất thanh từ phòng của cô gái trẻ cất lên những cậu sinh viên nóng ruột đập ầm ầm lên cánh cửa những bạn nữ khác thì đang tái mặt không hiểu có chuyện gì không thấy Uyên trả lời họ phải hợp sức đẩy tung chốt cửa và lao vào bên trong. Trên sàn nhà Uyên đang nằm ngất lịm trên vũng máu. Vương được gọi vào ngay trong viện, Cá đứng ở bên ngoài trong khi Uyên phải nằm trong buồng cấp cứu. Mặt cô rách toát như bị dao chém phải khâu hơn 30 mũi. Sau này nó sẽ thành một con rết thịt nâu vàng, Bỏ một đường thẳng từ mang tai xuống gần cánh mũi. Khuôn mặt của cô gái chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp các ngón tay bắt buộc phải cắt đi vì đã hoại từ hoàn toàn bác sĩ trao lại cho vương cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh nhưng là pha thêm một chút đỏ tươi của máu gã là người chết chân tại chỗ thứ đồ vật kinh hoàng quái đàn này cuối cùng lại rơi vào tay của hắn suốt những ngày sau đó vương phải chật vật sống trong nỗi lo vì cái nhẫn của người âm và mặc cảm tội lỗi đã khiến cho uyên đầy mặt thương tật nhưng hắn sống chết vẫn không chịu nói ra nguồn gốc trước nhẫn Dù bạn gái đã nhiều lần gặng hỏi Giờ chỉ còn cách là đem trả lại nhẫn cho cô gái ấy Thậm chí là phải lập đàn làm lễ để vong hồn của người chết không còn đi theo ám mạnh Vì cứ như thế này thì cuộc sống của Vương chắc chẳng thể bình yên Vương mường tượng ra nhớ lại khuôn mặt yêu kiều Một làn da trắng mút và bầu ngực căng tròn mời gọi giờ này chắc đã bắt đầu phân hủy trưng phỉnh tiết mù vàng dịch trắng lại lúc nhúc giỏi bọ chi nhau diệt thịt làm tổ để trứng trong xác chết quá trình phân hủy nào cũng vậy nó bắt đầu ngay từ lúc người ta tắt thở nội tạng sẽ là thứ bị các ký sinh trùng sâu xé đầu tiên sau đó những loại vi khuẩn yếm khí mới sinh sôi nảy nở côn trùng giỏi bọ mới nhảy vật tranh thực tất cả những điều ấy làm cho vương buồn nôn muốn mửa không hiểu vì sao hắn lại dám nhảy lên hôn ngấu nghiến cây sắc đã lạnh cứng vương cứ vật vờ nửa tỉnh nửa ngu sống trong nỗi sợ hãi bùa vơi đầy tâm trí hắn sợ bóng tối sợ đàn bà sợ cả khung cảnh trong nhà sắc âm u tĩnh mịch đối với hắn lúc này mọi thứ đều mang một vẻ lạnh lẽo quái đản ngày đứng dưới gốc cây chờ xe cũng khiến cho vương liên tưởng đến vong hồn của người chết cái luồng khí đêm nào ọc ra từ mồm của tử thi và mạnh lên mặt của hắn vẫn nhiều lần làm cho vương mất ngủ Anh đã phạm phải một tội lỗi tày trời mà ít ai có thể thông cảm ái tử thi là một chứng bệnh tâm thần chỉ gặp ở những kẻ điên những kẻ thần kinh không ổn định dùng mình nhớ lại cái cảm giác đặt môi lên miệng của người chết vương không dám nằm cạnh uyên và điều đó khiến cho cô gái tội nghiệp ngày càng tự tin vào nhan sắc cơ địa của cô có mẫn cảm với những mũi khâu vết cắt vì thế mà khuôn mặt mỹ miều ngày nào giờ đây trông cực kỳ gây sợ bởi đó có một vết cắt dài chạy ngang từ mang tai đến gần cánh mũi trông không khác nào một con rết chăm chân bò lồm ngộm ở trên khuôn mặt uyên không biết được rằng vương đang bị ám ảnh từng ngày cho nên cô chỉ nghĩ rằng hắn đã không còn thương yêu cô như trước một sáng nọ sau khi đi trực lúc vương chuẩn bị về nhà thì điện thoại lại reo vang. Hắn bần thần ấn nút nghe rồi áp chặt vào tai. Ở đầu dây bên kia giọng nói ủ rột não nề cổ uyên cất lên như trách móc. Anh không còn yêu em nữa phải không? Vì em xấu xí mà chê quỷ hơn có phải không? Quá mệt mỏi sau một đêm dài lăn lộn bên cạnh mấy xác chết, vương ủy oải nói. Anh mệt lắm, có gì để chiều nói được không? Nhưng Uyên vẫn không buông tha, cô cất giọng tiếng nói đã lẫn nước mắt vừa nghe xót xa như oán hận. Anh tội lắm, đàn ông các người ai cũng như nhau. Khi tôi còn nhan sắc thì anh... Mới nghe đến đó thì Vương đã cúp máy. Hắn không muốn vài để tâm đến những lời lại nhải nhức móc của Uyên. Vì hắn còn đang bận tâm đến việc vài ngày nữa được nghỉ. Vương sẽ làm một chuyến về quê của cô gái kia và trả lại cây nhẫn ma quái ám ảnh gã suốt thời gian vừa qua phía bên kia đầu dây sau khi mà vương cúp máy uyên tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất cô đã trao hết tất cả những gì quý giá của đời con gái cho vương trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng cô luôn là người bên cạnh chăm lo động viên cho hắn từng bữa ăn và giấc ngủ thế mà bây giờ khi mà uyên cần nhất hắn thì hắn lại ở đâu những suy nghĩ nghi ngờ lo lắng bất an cứ dần dần choáng đầy trong trí óc khiến cho cô gần như muốn phát điên bao nhiêu giả thuyết đặt ra trong đầu vì sự vô tâm của Vương đều chỉ là vì dung nhan của cô hiện giờ. Những tấm gương trong phòng đều bị Uyên dùng vải dày để che kín. Cô không dám nhìn chính khuôn mặt của mình bởi bây giờ nó cực kỳ khủng khiếp. Trong khoảnh khắc Uyên bật lên tiếng khóc, tuổi thân cho số phận và hoàn cảnh cay đắng của mình. Ở bên ngoài gió hình như đất thổi mạnh hơn, giết qua khe cửa sổ những tiếng than não ruột chia sẻ nỗi u uẩn mịt mù đang bùa vây quanh một mảnh đời bất hạnh. Trong căn phòng tối mịt cô đứng dậy mò mẫm và sợ thấy một đoạn dây điện nối từ ổ cắm vào trong góc bếp mà chính vương ngày trước đã mắc giúp cô. Nhưng giờ phút này Uyên biết cô sẽ phải tự lo cho chính mình vì chắc chắn vương đã không còn đói hoài gì đến nữa. Vương về đến nhà đã gần 7 giờ sáng, hắn uể oải leo lên giường không thèm cởi giày thay quần áo, nhưng nằm một lúc mà không tài nào ngủ nổi dù đã thức trắng cả đêm phương bèn uể oải ngồi dậy lầm lũi bước vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng hắn ấn nút bật công tắc nhưng mà ngọn đèn led treo trên trần cứ chớp sáng liên tục rồi vụt tắt khoảnh khắc ấy vương kinh hãi giật mình bước lùi lại phía sau chợt chân đập bậc thềm rồi ngã nhòi trên mặt đất bởi lúc ánh đèn chớp sáng thì cũng là lúc khi mà vương nhìn thấy một khuôn mặt đen sì trợn cả mắt đục ngầu giữa hai cánh tay gây sợ hiện hiện đi tấm gương soi ngay ở trước mặt hắn cuống cuồng ngồi bật trên nền đất quên hết cả mình mẩy đang đau nhức vì vừa ngã vương ngẩng mặt lên nhìn nhưng mà dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì khác lạ tấm gương vẫn ở đó còn cái đèn trần đã tắt ngấm không chớp thêm lần nữa nhưng cái khoảnh khắc ấy vẫn còn trán đầy tâm trí của vương dùng mình sợ hãi Hôm nay nhà xác được có tiếp nhận thêm nạn nhân chết cháy, sao lại có những hình ảnh kinh hoàng như vậy? Bỗng nhiên hắn chợt giật mình dừng lại, vì vương vừa chợt nhớ ra một điều gì, hắn vội lao vội ra bên ngoài mà tung cánh cầm nhảy phát lên xe. Cánh tay đen đúa dị thường trong tấm gương soi chỉ có vòn vẹn chín ngón tay. Vừa dừng lại chiếc cầm, vương đã thấy lố nhố hàng chục người đang đứng trong sân và còn vài nhân viên cảnh sát hắn bàng hoàng quỳ mọp xuống đất mấy người bạn cùng phòng trọ của uyên nhận ra liền chạy ra ngay để đỡ nhưng vương vẫn cứ bần thần mặt mũi tái nhợt đi không còn sinh khí uyên đã tự tử trong lúc hỗn loạn thần kinh và nỗi đau của bàn tay cụt ngón với những khuôn mặt xấu xí ma chi quỷ hận. cô đã không còn giữ nổi niềm tin để mà sống uyên dùng chính sợi dây điện nối từ cửa vào bên trong góc nhà để tự vẫn Cô tách đôi sợi dây, cắt đi một phần rồi nối lại hai đầu dây oan nghiệt vào cơ thể với cắm điện. Dòng điện 220V bình thường sẽ đẩy người bật ra, nhưng vì Uyên đã dùng dây đồng một đầu buộc vào cổ chân, đã còn lại ngậm chặt ở trong miệng, cho nên điện phát ra trở thành lực hút, khiến cơ thể của Uyên trở thành một thỏi nam châm bằng thịt, dẫn truyền dòng điện từ ổ cắm đến cái bóng đèn compact. Những người bạn cùng phòng trọ thấy đèn đóm của cả khu cứ chập chờn nháy thì mới sinh nghi lao ra sân để kiểm tra. Họ phát hiện chỉ riêng cửa phòng của Uyên vẫn còn im lìm, nhưng từ bên trong có tiếng người ú ớ ằng ặc liên tục phát ra và ánh sáng lọt qua khe cửa cứ giật đùng đùng như là chớp xoẹt. Bốn năm người phải hợp sức mới hút tung được cánh cửa phòng, nhưng khi họ tiến vào thì cái xác của Uyên đã cháy đen, da thịt nghi ngút khói và từ trong miệng bọt dãi xuôi ra chảy nhiễu lên cằm. Khuôn mặt của cô vẫn lưu lại những dấu vết gây sợ kinh hoàng như khi còn sống, bởi đôi mắt trợn trừng truyền hẳn sắc màu đục và hàm răng trắng ẩn nhe ra một cách cực kỳ quái đản. Vậy là ngay sau khi chết, Uyên đã hiện hồn vì báo cho Vương biết qua tấm gương soi trong nhà tắm. Cảnh sát và những người có mặt đều chắc chắn rằng Uyên tự tử chứ không phải là án mạng nhưng họ đều chăm chăm quay lại nhìn vương đang ngồi bệt trên sân mặt mũi ngơ ngơ dại dại như một chiếc xác sắp bị đưa vào trong mà lạnh đám tang cổ uyên diễn ra vào một ngày mưa to gió lớn vương bước hàng đầu trong những kẻ đến đưa tiễn hắn để đầu trần không mặc áo mưa nước mắt lẫn với nước mưa chảy dài trên đôi gò má lúc mà người ta mang quan tài cổ uyên chôn xuống họ đã phải gắng sức để kéo vương ra vì hắn cứ một mực lao xuống mồ đòi chết theo cô gái trẻ nhìn cảnh tượng đó thì người cứng lòng nhất cũng phải mùi lòng chua sót chẳng ai biết được rằng vương muốn chết không phải vì thương nguyên mà vì hồn cô cứ hiện hồn về liên tục kêu gào bắt vương phải đền mạng sau thời gian đó vương tự nghĩ trong đầu rằng tất cả mọi biến cố mọi thảm kịch kinh hoàng đều xuất phát từ vong linh của cô gái kia và chiếc nhẫn kim cương đã trở thành vật dẫn để đưa hồn của cả Uyên và người đó từ cõi chết trở lại. Không còn cách nào khác, Vương bắt buộc phải tìm đến quê hương của cô gái đó, rồi lần ra mộ và trả lại cây nhẫn oan nghiệt. Vương cảm thấy dường như thời gian càng ngày càng trôi nhanh và mặc cảm tội lỗi ngày càng dâng cao trong tâm trí. Thế thúc gã giải quyết hết tất cả một lần cho xong. Hắn dò hỏi báo rồi âm thầm kiểm tra cuốn nhật ký ghi lại ngày giờ, mỗi khi có một chiếc xác được đưa về nhà quản. Ở đó đương nhiên cũng lưu lại những chi tiết về tên tuổi, thân nhân và địa chỉ. Vậy mà hôm đó báo đã giấu nhẹm cả đi, không biết vì mục đích gì. Vương kín đáo ghi chép lại tất cả thông tin cần thiết, rồi một mình về quê của cô gái chết trong vụ tai nạn giao thông đêm đó. Hắn thuê một nhà nghỉ không xa bãi tha ma, rồi sắm một chiếc xe quân dụng có thể gập ra gập vào và nhân lúc trời tối một mình lẻn ra ngoài nghĩa địa. Khu đất thánh minh mông mộ xì chi chít không một bóng người. Lúc chiều buông càng làm cho cảnh vật nhá nhem thêm phần âm u và lạnh lẽo. Vương già là một người khách đường xa, quay vào đây để thăm mộ thân nhân. Nhưng mục đích thực sự là lần mò trong khu nghĩa địa để tìm mộ người con gái. Vương cứ lầm lũi bước đi, hắn dò từng ngôi mà mới xây, Vành từng ngọn cỏ bụi cây để tận mắt nhìn những bia mộ lạnh lẽo. Trời sắp tối, nghĩa trang hoang vắng bắt đầu bốc lên từng làn sưng trắng mỏng và những đợt gió âm u. Chúng giết lên từng hồi não ruột kinh hoàng như một bài ca cầu hồn chuẩn bị đón thêm một người mới bước vào cõi chết. Vương cứ đi đi mãi, nghĩa địa không rộng nhưng phải mất gần hai tiếng đồng hồ. Hắn mới tìm ra ngôi mà vừa mới đắp đất còn chưa mọc cỏ và bên trên vẫn còn đó những vòng hoa tang mà gia đình và thân nhân phúng viếng cho người chết. Cái tên trên mộ hiện hiện rõ ràng và khắc sâu trong đầu óc. Đây chính là cái người mà đêm nọ vương đã dám cắm đầu và hôn ngấu nghiến, dày vò lên thân thể giờ này đã nằm sâu ba tức đất. Hắn đứng lặng im bên ngôi mộ, một tay cầm bó nhang, tay châm lửa đốt. Hắn cắm súng bắt thương chốt đang cháy lên nghỉ ngút khói, Vương chắp tay lại rồi khấn vái. Cô, đêm hôm đó tôi chót dại, lên làm kinh động đến vong linh của cô. Tôi xin cô thứ tội, mong rằng cô sống khôn thác thiêng, chứng giám cho lòng thành của tôi. Đừng hiện về nữa, tôi mang nhận đến để trả cho cô. Khấn xong thì Vương rút chiếc sẻng cán gấp ra rồi bắt đầu đào. Hắn vừa đào vừa khóc. Trời bắt đầu mưa, những giọt nước từ trên cao đổ xuống như hàng ngàn quả chín rụng lên đầu, lên lưng lạnh buốt như là hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt. Nhưng hình như là vương đâm mất hết trì giác, hắn không biết đau và có lẽ không biết rét. Từ trên cao những tiếng quả đậu trong những cành lá gần bên bắt đầu vang lên văng vẳng, nghe ai oán giận người. Vương không còn nghe được gì nữa, hắn cứ cắm cúi đào đến khi đã sâu gần một mét, đất đang ngập tới thắt lưng thì Vương dừng lại. Hắn mòi trong túi chiếc quần ra một chiếc nhẫn kim cương rồi thả xuống. Chiếc nhẫn vừa chạm đáy thì từ trên cao một tia sét sáng loà dạy ngang bầu trời đèn kịt, xoay sáng cả một vùng khung cảnh âm u và tĩnh mịch. Liền sau đó là một tiếng sét kinh thiên động địa, gầm vang và giận dữ. Vương hơi xứng người nhưng rồi hắn nhảy vội lên miệng hố bắt đầu lấp đất. Mặt của hắn đã tê buốt đi vì rét, da thịt tái cứng, nổi đầy gai ốc và run lên bẩn bật như kẻ bị trúng kinh phong. Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, vì hắn giờ này nhiệm vụ gây gớm kia coi như đã hoàn tất bất giác vương cười lên khanh khách như một kẻ điên ánh mắt của hắn sáng rực lên như đêm hôm nào cúi đầu hôn sắc chết tay khua sẻng đất bắn lên tứ tung trên nền cỏ bay cả vào những ngôi mả gần bên đất gặp nước mưa tan thành bùn quyện lại với nhau như là nhựa đường nặng nề dính bết vào lưỡi sẻng nhưng vương không biết mệt hắn hăm hở làm tiếng cười cứ bật ra khanh khách như một kẻ hóa rồ, Còn ánh mắt của hắn thì rực rỡ tưởng chừng như tìm ra một châu báu. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, cả khu đất thánh mênh mông chìm trong một màu trắng xóa toàn bọt nước. Không ai biết được giữa lúc đêm hôm khuya khoắt và cơn mưa ảo ảo như thác lũ, vẫn có kẻ lầm lũi sắn đất trong nghĩa địa. Sáng hôm sau khi mà người quản trang bắt đầu một ngày mới bằng những công việc thường lệ của mình, ông ấy tá hỏa kinh hồn ngã ngửa người ra đất, rồi vùng dậy chạy vừa chạy vừa la hét thất thanh. Mấy người đi làm đồng sớm thế vậy vội vã kéo ra xem, nhưng lão quản trang dường như đã mất hết thần hồn, tay cứ chỉ vào góc nghĩa địa, miệng ú ớ không kêu thành tiếng. Họ lũ lượt kéo nhau ra tìm hiểu thì mới phát hiện ra một ngôi mả mới đắp bị đào sâu lên xuống tận đáy Trận mưa đêm qua quá lớn dẫn nước tràn vào trong huyệt để cái quan tài mới chôn trên mặt đất. Nắp áo quan đã mở bung và trong đó nằm úp thi thể của người chết đã bắt đầu phân hủy. Trương phành là một cây sắc của đàn ông. Trên người không một mảnh vải che thân, quần áo dính đầy bùn đất bị cởi quăng quật mỗi nơi một thứ. Hai tay đặt trước ngực của người chết, còn miệng hắn cứ mở to như đang nhe răng cười thỏa mãn. Khuôn mặt méo mó đến biến dạng, về thứ lạc thú bệnh hoạn kinh hoàng không ai khác kẻ đó chính là vương trên tay của hắn vẫn còn cầm chiếc nhẫn kim cương sáng trói và dòi bọ nhung nhúc đang từ thi thể của người chết bỏ sang trôi cả vào lỗ tai và khoang miệng xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo